Đầu tiên thì em xin tự giới thiệu, em là Phương ạ, chuyên viên PR của công ty Mixi Việt Nam, là công ty khởi xướng ra Xbox, mà một trong số đó là cái không gian mà các anh chị đang ngồi tại đây. Và em cũng xin giới thiệu qua một chút là chương trình ALP Mini Talk thì là một chương trình do AGO Hub tiếng Việt và Mixi Việt Nam đồng tổ chức. Thì đầu tiên em xin phép giới thiệu về không gian Xbox ạ. Xbox là một không gian được thành lập để kết nối cộng đồng kiến trúc, thiết kế và xây dựng. Thì hiện nay Xbox đã có mặt tại Hồ Chí Minh và Hà Nội với cơ sở vật chất đầy đủ và chất lượng phù hợp dành cho các buổi hội thảo và các buổi mini talk như ngày hôm nay. Đây là không gian của Xbox tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và Xbox thì đã có rất nhiều hoạt động liên quan đến cộng đồng kiến trúc, thiết kế và xây dựng. Và tiêu biểu trong số đó là chương trình ALP. Chương trình ALP thì đã được diễn ra vào năm 2016, 2017 và 2018. Thì chương trình ALP là một chuỗi chương trình dành cho lãnh đạo và các cộng đồng kiến trúc, xây dựng và thiết kế để trao đổi và giao lưu về kiến thức nghề và thực hành nghề. Ngoài ra thì Xbox cũng có rất nhiều các chương trình khác, mà một trong số đó là ALP Mini Talk, là chương trình được mở rộng từ chương trình ALP, chương trình chiếu phim hàng tháng, là chương trình chiếu phim kiến trúc được diễn ra vào thứ bảy hàng tháng và tuần thứ ba. Bên cạnh đó thì Xbox cũng có các chương trình như workshop, hoạt động triển lãm, trưng bày nghệ thuật. Và đây là các hoạt động mà Xbox đã triển khai. Cho tới nay thì Xbox đã triển khai được 9 talk, ALP Mini Talk hoặc ngày hôm nay là talk thứ 10 tại Hà Nội. Và tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có diễn ra được 5 talk. Bên cạnh đó thì Xbox cũng đồng hành cùng các đơn vị khác và thực hiện nhiều chương trình khác như sự kiện ra mắt Docomomo tại Việt Nam, các sự kiện chiếu phim và các tour workshop dành cho sinh viên các trường kiến trúc và xây dựng và thiết kế. Trên đây là phần giới thiệu của em về Xbox. Thì nếu mà mọi người có bất kỳ ý kiến gì muốn liên hệ và thắc mắc thì có thể liên hệ qua contact sau ạ. Vâng, thì sau đây em xin mời anh Tuấn Anh lên để bắt đầu chương trình. Em cảm ơn mọi người ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em đồng nghiệp, tất cả các bạn đã có mặt ngày hôm nay. Thưa mọi người, thì cảm ơn một lần nữa với Xbox và các bạn. Xbox đã chuẩn bị rất là chu đáo cho chương trình này, cũng rất là thiếu sót thì chúng ta bắt đầu hơi muộn, nhưng mà có lẽ là tôi tin rằng cái chủ đề ngày hôm nay cũng sẽ là một cái chủ đề rất là thú vị và sẽ lôi cuốn chúng ta từ giờ cho đến khi chương trình kết thúc. Và chúng ta sẽ không có giải lao ạ, chúng ta sẽ cố gắng làm cái câu chuyện này nó liên tục. Thưa mọi người, tôi là Tuấn Anh đến từ AGO Hub. Chúng tôi cũng đã cùng với Xbox, cùng với Inox và Lixiu và Kiến Việt thực hiện chương trình này đến nay cũng là 9 chương trình rồi. Và ngày hôm nay là chương trình số 10, cũng là chương trình mà chúng tôi cũng dự kiến sẽ khép lại cái chuỗi nói chuyện này liên quan đến cái chủ đề chính, đó là kiến trúc sư tìm gì. Thì có các anh chị ở đây thì chúng ta cũng xin hỏi một chút ạ. Ở đây các bạn nào đã từng tham gia một trong các cái buổi nói chuyện trước đây của chương trình thì xin giơ tay đúng không ạ? Vâng, rất là cảm ơn ạ. Cũng phải đến hơn một nửa các bạn đã có mặt. Như vậy là chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu lại nhiều hơn nữa về cái mục tiêu của chương trình. Và trong các cái chương trình này thì cơ bản nhất là chúng tôi cũng mong muốn có được một cái tìm được một câu trả lời, là chúng ta những người đang làm kiến trúc có thể tìm kiếm được cho mình những cái quan niệm, những cái cách suy nghĩ gì để có thể hành nghề cũng như là phát triển nghề kiến trúc tốt hơn. Và thưa anh chị, thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây một vị khách mời, một người rất là đặc biệt. Bởi vì đặc biệt không phải là việc anh đang làm như thế nào hay làm gì, mà đơn giản nhất anh lại là một người nước ngoài, là người nước ngoài duy nhất của chương trình. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Thorsten Eagle. Xin giới thiệu anh. Vâng, trong cái buổi nói chuyện này chúng tôi cũng không có cái mong muốn là khép lại hay tổng kết gì về chuyên đề chúng ta đã nói,
mà đơn giản là chúng ta có thể cùng nhìn nhận và cùng chia sẻ thêm từ góc nhìn của anh Tostin. Cũng xin giới thiệu, anh Tostin là một kiến trúc sư. Anh được đào tạo rất là chuyên nghiệp và được đào tạo tại trường đại học Bauhaus của Weimar. Và anh có hơn 10 năm làm việc tại châu Âu ở rất nhiều thành phố. Mà lát nữa anh sẽ mang cái kinh nghiệm để chia sẻ với chúng ta. Sau hơn 10 năm thì anh đến Việt Nam và cuối cùng anh đã chọn Việt Nam. Đến nay cũng gần đến thêm 10 năm nữa rồi. Và chọn thành phố Hà Nội và Việt Nam là cái nơi anh sống và làm việc. Và ngày hôm nay thì qua trao đổi với anh Tostin thì chúng tôi được biết là anh sẽ mong muốn đem đến chương trình những cái trải nghiệm về các thành phố mà anh đã sinh sống ở châu Âu, đặc biệt là Hà Nội, nơi anh đã gắn bó hơn 10 năm nay. Và qua những cái chia sẻ này thì chúng ta có thể biết được cái sự ảnh hưởng của các cái thành phố mà anh Tostin đã sinh sống tác động đến cái suy nghĩ của anh như thế nào về kiến trúc, cũng như những cái hành nghề kiến trúc mà anh cho rằng là anh đang có những cái nỗ lực theo đuổi. Từ đó chính chúng ta cũng có thể có được cái nhìn nhận, chúng ta cũng đang là những người đang sống lâu dài trong một thành phố như Hà Nội. Và tôi cũng biết là ngày hôm nay ở đây thì cũng có rất nhiều các anh chị cũng đã có những thời gian học tập, làm việc ở nước ngoài rất nhiều năm. Và có lẽ đấy cũng sẽ là những cái câu chuyện mà chúng ta có thể góp thêm trong cái buổi nói chuyện này. Và một cái vị khách nữa mà tôi cũng xin được trân trọng được giới thiệu, xin được giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Trần Thanh Bình. Xin giới thiệu thầy là nguyên viện trưởng Viện Thiết kế Trường học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Vâng. Thì là một người có hơn 10 năm sống và làm việc ở Nga và rất nhiều năm thì còn đi công tác qua lại nữa, và lát nữa cũng rất là mong các ý kiến của thầy. Và cái người mà chúng tôi cũng không thể thiếu được và xin được giới thiệu là tiến sĩ Võ Đức Tùng, là người chủ trì dẫn luận của chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn những cái trao đổi và những cái tham gia thêm của anh Tùng trong cái quan điểm mà anh đã người khởi xướng từ đầu, đó là kiến trúc là tiểu vũ trụ, nó cũng sẽ là một cái phần để chúng ta có thể sâu chuỗi lại toàn bộ nói chuyện. Và có lẽ bây giờ thì cho phép tôi cũng xin được nhiều về trên này và cái phần giới thiệu và trao đổi đầu tiên đến từ anh Tostin, và xin trân trọng giới thiệu anh. Xin một tràng vỗ tay luôn ạ. Là Tostin hơi lúc tôi một chút về ngôn ngữ, có lẽ là bắt đầu là cũng có anh Hùng thì là tiếng Đức thì là quá là chuẩn rồi, thì xin nếu mà là có những vấn đề gì là quá ngữ tiếng Việt thì là xin là anh Tùng có thể là giúp là Tostin dịch thêm. Thì hôm nay là cũng Tostin đang đứng ở đây vì là cũng trước mắt thì là về anh Tuấn Anh, vì là cũng được báo là cũng khá là gấp, cũng và thấy là sau khi đã xem một số bài của X-Hub rồi thì thấy là cũng cái kiến thức về triết học, về tất cả mọi vấn đề liên quan đến là gọi là gì, là ngôn ngữ, là văn học, là về triết học, về là những cái gì là lý thuyết là liên quan đến kiến trúc không gian nói chung thì rất là cao. Thì chính vì thế thì là cũng phải nói là hôm nay thì là cũng cố gắng là làm một cái gì đó là vui vẻ thôi, cũng kiểu là nói theo một cách là cũng chúng tôi hiểu nhau. Nhưng mà có một cái là cũng phải nói trước là những mong muốn của hôm nay của Tostin là sẽ có thể là tìm ra qua những là kinh nghiệm, những ảnh hưởng là của Tostin đã sống ở những thành phố khác, là tìm ra là một chủ đề, là có thể là 1, 2, 3, 4 chủ đề là về kiến trúc tại Hà Nội. Vì cái đó là cũng qua nhiều năm làm nghề thì là cái cách mà một kiến trúc sư được ảnh hưởng, là bị ảnh hưởng, hoặc là đi học, hoặc là tăng tin, hoặc là được tìm, thì là cũng đã thay đổi rất là nhiều. Là trước khi là cũng đã xong tại thành phố, nếu mà là quan tâm đến một chứng phải kiến trúc thì là không có internet, thì là mình có thể là chỉ là cũng đi bộ qua một thành phố, một đường, có thể là công trình này là hay, thì là đó thì mình bắt đầu nghiên cứu thêm, hoặc là thư viện, hoặc là hỏi các giáo sư, hỏi các giáo viên, và thấy là đấy đúng là công trình này của kiến trúc sư ABCD. Và như thế thì là bắt đầu là cũng có một sự quan tâm, một sự chủ đề mà là đúng là của thành phố mà mình đang sống, mình đang học, mình đang làm việc. Thì bây giờ là cũng cái gì là cũng là open hết,
bây giờ là có internet, có các trang web nữa, thì có newsletter hàng ngày. Thì là mình nhận là một công trình của Abu Dhabi, mình nhận một công trình của Đức, một công trình của Việt Nam, một công trình của bất kỳ một chỗ nào mà thấy là hay, thì là cũng cái đó thì là sẽ vào mình, và cũng mình sẽ là chế biến cái đó, có thể là quên, có thể là vẫn nhớ, và trong dự án tới thì là mình sẽ là sáu biến lại và thêm một phần của mình. Thì cái đó là cũng đã thay đổi rất là nhiều, là nhất là có thể là những thành phố là ngày xưa thì là cũng không có một sự phát triển đều về thị trường. Đấy. Thì qua có thể là cũng bốn thành phố của hôm nay thì là tôi xin muốn giới thiệu qua một mỗi thành phố gặp 3-4 công trình là cái chủ đề là lúc mà tôi đã sống và học ở thành phố đó là những cái gì. Đấy. Và chính vì thế thì tôi xin nói là cái influences đó là một từ có thể là dùng là tôi có thể là cho một người ảnh hưởng, nhưng mà ngược lại thì là cũng sẽ có một bí động, chẳng hạn là cũng mình cũng bất ngờ là gặp người A là người B mà mình đi theo người đó, và sau khi mình có thể là bị ảnh hưởng 3-4 lần rồi thì mình sẽ là form, tức là sẽ xây dựng lên là một ý tưởng là ở một thành phố là các kiến trúc sư là có uy tín, có một cộng đồng thì sẽ nói cái gì về thành phố đấy, và cũng sẽ là có một thái độ nào cho thành phố đó. Và bây giờ là cũng tôi muốn vào gọi là gì là thành phố đầu tiên, là một thành phố là tương đối là cũng phức tạp về lịch sử, vì là cũng không có những điều đẹp mà cũng có những điều xấu ở Weimar. Thì là cuối cùng là sau khi đã học ở Weimar và cũng làm chút thời gian ở Weimar, thì là Thorsten muốn tóm tắt lại cái sự ảnh hưởng mà Weimar đã tạo ra của Thorsten là cái tưởng mà gọi là gì là cái từ gọi là respect, là respect là có thể là gọi là gì là tôn trọng, và cái tôn trọng đó thì là mình sẽ là vào có thể là phương án dự án đầu tiên là cái đúng là cái nơi là Bauhaus đã được thành lập, gọi là thành lập. Vì Bauhaus là bây giờ là cũng được thành lập đúng là 100 năm. Thì là 6 năm đầu tiên là ông Walter Gropius đã là bắt đầu đúng là trong cái công trình này là mời rất nhiều kiến trúc sư, rất nhiều họa sĩ, vừa là nữ vừa là nam, là rất nhiều người trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau và rất nhiều mục đích khác nhau để thành lập một trường phái, gọi là trường phái Bauhaus. Và nếu mà chúng tôi xem và hoặc là có những hình ảnh của Bauhaus trong đầu của mình thì là mình không bao giờ là có những ảnh như thế này đâu. Thế là có các gọi là gì là công trình khác, và những công trình cũng rất là máu, những công trình rất là phá cách trong thời điểm đó, và những công trình đó thì là không được xây Weimar. Và ở Weimar là cũng đã có một vấn đề của Weimar, tất nhiên là mới được thành lập nữa, nhưng mà Weimar cũng không phải là một người là cũng đã không xây những công trình trước đâu, và cũng đã có một số công trình trước rồi. Nhưng mà có một vấn đề là ông Walter Gropius rất là tôn trọng, đây là lý thuyết của giáo sư Lợi, không biết là đúng không, rất là tôn trọng cái sự đẹp của những công trình mà đã có sẵn ở đây. Và đấy là cũng là một công trình là không phải là do Bauhaus xây, nhưng mà cho thế trước ông Henry van der Velde cũng là một người khá là nổi tiếng, là trong cái chuyến bay gọi là Jugendstil hoặc là Art Nouveau hoặc là Art Deco, và ông cũng đã tạo ra rất nhiều không gian rất là đẹp. Và Bauhaus thì là vẫn là ý của Thorsten, vì Thorsten không thích chạm vào cái công trình đó, và họ đã tìm ra là một sự hài hòa, là một những ý rất là nhẹ thôi, để cũng có thể là thể hiện cái sự mới của họ. Chẳng hạn đây là cái đây là trong tầng 2 của công trình này, có phải là nếu chính xác là đây, có phải là đây, thì là cái văn phòng của Walter Gropius. Thì đó ông chỉ dùng đúng là đối tháp thôi,
cái tên gì của mình. Và đây là cái gọi là chỉ là cái cầu thang, cũng là cầu thang, thì là họ cũng chỉ là cũng áp dụng những phương pháp nhẹ thôi, hài hòa giữa những cái gì đẹp và đã có sẵn và những cái từng bỏ khó. Đấy. Thì sau đó thì là họ cũng bắt đầu cho phép xây một công trình, cái là cái công trình đầu tiên của Bauhaus, gọi là House am Horn, vẫn là Weimar mà cực kỳ xa so với là trung tâm thành phố, như là một không gian chẳng có cái xung quanh, bây giờ vẫn chưa có cái xung quanh. Và họ đã là cũng làm như là một nhà triển lãm chụp các cái tường mới của họ. Nhưng mà cái đó thì là cũng cần là cái điểm bắt đầu và cũng là cái điểm kết thúc, vì là không phù hợp với bác họ. Và sau đó thì là tất nhiên là cũng, nếu mà mình nói là cấp dân ở Weimar thì rất là ác, cũng đủ ông Walter Gropius và tất cả một sinh viên của Bauhaus sáng ngày sau, thì là họ bắt đầu là ở một thành phố là cũng không có cái gì lắm, tất nhiên là cũng có người lên sở park cũng như các cái kia, nhưng mà nói chung là cũng được là có không gian gần như là giấy trắng. Họ bắt đầu xây là những công trình mà mình biết bây giờ là cái Bauhaus ở cái sao. Thì tiếp tục cái chuyện này thì là cũng mình sẽ giúp lại với Bauhaus ở đây. Với tức là cái đó của Bauhaus mà mình sẽ quay lại đến một vài mà hiện giờ. Thì đây là cũng là cái chỗ mà Bauhaus thảo đạo ở nhà của ông Văn Đơn Phan Đà Lê. Một nghìn, tức là cũng một nghìn cuối 1998 gì đó thì là cũng đã có một cuộc thi để cũng mở rộng ở vai mà thì không mở rộng sẽ là mới để làm được không được, thì là extension, là một cái gì extension thì là đã xây là 13 công trình mới cho gọi là khoa kiến trúc của trường đại học Bauhaus của Đài Loan. Thì vừa là những người đã chấm và những người đã thi thì cũng không biết nói cái đó là tổ chức hoặc là sự ngại hoặc là xấu hổ, thì họ không muốn thể hiện với công trình này là tôi là mới, tôi là một cái gì là rất là kiểu là hoành tráng, rất là kiểu là sáng tạo, chỉ là họ lùi và họ tôn trọng và họ muốn là tạo ra một không khí là tôi chỉ là background của những công trình mà có sẵn. Và đúng là hội đồng thì cũng đã chọn những phần như thế. Tiếp theo là một đây là giáo sư của Thorsten Nielsen, là ông Karl-Heinz Schmidt, cũng phải là một người là quá nổi tiếng nhưng mà ông đã làm một số công trình khá là hay. Thì là đây là một extension, tức là một mở rộng của một thư viện ở Weimar. Thì là cái thư viện ở Weimar thì nếu mà là cũng bị đổ cháy là cách đây mấy năm, nhưng mà lúc mà đã xây công trình này thì là một công trình như vậy. Và là cái chỗ đó ông giáo sư Schmidt nói là đấy là cái gì là cũng có rồi, đúng không? Có một thư viện rồi, là có một quan trường rồi, đó thì là có một công viên rất là đẹp ở đây rồi, chẳng cần xây thêm gì cả. Nói bây giờ mình phải lùi, phải xem là chúng tôi có thể là kết hợp hoặc là tạo ra một background cho các công trình đã có sẵn rồi. Thì nếu mà xem chẳng hạn là công trình lớn nhất ở đây, cái này là dưới hầm đấy, cái này là cũng hoàn toàn là dưới cái quan trường đấy, thì là cũng sẽ là chỉ là một khai, chỉ là một kho lưu trữ cho ngoài sáng, nhưng không cần, rất là hiệu quả, cần là cũng giấu luôn ở dưới là quan trường. Và công trình mà có thể là cũng là sẽ được nhìn thấy kiểu là từ nhiều người nhất, là đúng là cái công trình này đây là cái khu mà có thể là đọc sách được đấy. Thì là ông đã vẽ như là cũng chỉ là một edge, tức là một tường rất là thấp đúng không? Đây là cũng chỉ nói là thế là cũng cảnh quan thôi, cũng phải là công trình đâu đấy. Thì là ông cũng phải là cũng cực kỳ là tự cho những cái gì mà là có sẵn, và đây là một kiến trúc cần là invisible đúng. Chỉ là vì người Đức thì là cũng rất là nghiêm túc, thì là phải có là một thư viện là cũng tương đối là to,
và như cũng mới nói là phải có hình thức là khoảng 2000 m² để trình bày cuốn sách, thì là ông đã chọn một phương án là cũng phía sau của công trình này là thì là có một thư viện là khoảng 3 tầng và đưa vào đúng là một không gian ở bên ngoài. Và ông cũng rất là khiêm tốn, và chắc là ông là nghĩ là cũng chắc là cần một năm để có thể là tìm ra là cái khôi này. Đây là cũng nói là cái tỷ lệ là cũng phải như thế này như thế kia, làm bao nhiêu phương án, nhưng mà cuối cùng là khi mà mình nhìn thấy qua Ashley thì thấy là cũng chẳng có cái gì, đúng không, rất là đơn giản và đấy, nhưng mà cái này là cũng là một bài liên quan đến gọi là gì, là thông thường những cái gì mà đã có sẵn vậy. Và cái công trình này là tôi không quan trọng, ông này là quan trọng và ông này là quan trọng. Đây là cũng là một ví dụ như vậy. Đây là một ông này là một chắc là anh mình biết là ông Heller, tức là một gì là một nhà thơ và một Heller là một Atien, một nhà thơ kỹ giáo dục, giáo dục đó là một thầy. Và đây là cái nhà thơ mà ông đã làm ngày xưa đó. Thì họ tức là cũng là thành phố là phải xây lại là cái trung tâm Heller ở đây. Và nếu mà đây là cũng một công trình tương đối là lớn về gọi là gì là về mặt về di tích, nhưng mà trong cái thành phố này thì là cũng chỉ đúng là được thể hiện cái này, còn lại một công trình này đúng là công trình này cũng là một phương pháp như vậy, thì là ví dụ là kiến trúc sẽ như vậy. Và cũng sẽ nói là ông này là quan trọng hơn, thậm chí là cái tượng này là quan trọng hơn cái nhà của tôi. Và cái đó là cũng một cái là có lẽ là sau chúng tôi có thể là chúng ta có thể là giao lưu thêm một chuyện thêm, thì là đúng là một cái là tôi sự thấy là rất là thiếu là được. Và nếu mà là hiện giờ là đang chuẩn bị là xây một nhà mới, bất cứ một nhà nào, nhà phố, nhà ống, nhà gì đấy, thì là phải to hơn, phải quay hơn, phải quét hơn so với cái nhà. Và không phải là chỉ là một tí thôi mà rất là tí đấy. Và cái đó cũng là một cái là lúc mà sang công ty, sang Hà Nội làm công ty, thấy là xong mà họ cũng tôn trọng nhau, xong mà là cũng ông là muốn phát triển to hơn, là muốn là cũng khoe công trình là cũng nhiều hơn được với hàng xóm. Thì cái đó tất nhiên là cũng, nếu mà mình nói là lạc quan đó, optimistic, thì là đúng là Việt Nam đang phát triển, ai cũng muốn phát triển và không phát triển nghĩa rằng là cũng thua. Thì ở đây thì là cũng tôi sẽ chỉ muốn nói thêm một chút là cái sự tôn trọng là những cái gì mà có, những giá trị mà có là một điều là cũng phát triển, không phải là không phát triển. Và đến công trình cuối cùng của Weimar là cũng mới được xây trong năm nay, và cũng là ngày xưa là cũng là người hướng dẫn tốt nghiệp của Boston và bây giờ là cũng giáo sư rồi, và cũng một được giải nhất là xây lại, là xây một công trình mới, tức là cái bảo tàng Bauhaus dịp 100 năm kỷ niệm ở Hà Nội. Đây là cái Canada. Thì công trình này trong tức là nếu mà xem cái tổng thể của Hà Nội này, cái phần của Hà Nội đây thì cái nhà này là chính xác là này, thì nếu mà mình thấy là 1.5 thì là phải có một cái gì cũng kiểu là mình nhìn từ bên ngoài luôn là đây là Bauhaus, đây là một cái gì là cũng rất là dễ hiểu là có ý nghĩa đó, thì là phải cũng phải vào người ngay, nhưng mà không phải là hai Canada cũng đã chọn đúng là một phương án là lùi và cũng không muốn là cũng sẽ có một ảnh hưởng quá lớn so với các hàng xóm. Và đây là một ý. Và ý thứ hai tất nhiên là cũng là công trình này thì là ở một vị trí cũng rất là nhạy cảm so với Hào Ai Ma. Và ngày xưa là cái hàng xóm này ngày xưa là
cũng là trung tâm của gọi là NSDAP, tức là của Hitler, là cái cao phô đây đã xảy ra rất nhiều thứ rất là xấu. Đó. Và thành phố đã chọn đúng là vị trí này là chúng tôi là kinh nghiệm 105 quân xây đúng là cái bảo tàng đó. Thì chính vì thế cũng là cái nhà này cũng sẽ thể hiện một sự hoài mạnh, một sự bình tĩnh. Và tôi cũng 100 lần nữa thì vẫn muốn đúng lại chỗ này. Đó. Tuy nhiên là cũng tất cả mọi thứ quý là phải chọn. Tất cả mọi thứ mà Bauhaus đã sản xuất trong 6 năm đầu tiên. Thì gọi là phần đầu là xong rồi, tức là bài mà là xong rồi. Thì chỉ muốn là mọi người nào có thể là nhớ lại một chút cái ý là tôn trọng và những người xung quanh là những công trình mà có thể là có giá trị. Vì là rất nhiều lần ở Hà Nội thì là cũng có sự mục đích phải thả công trình ABCD dù là cũng thấy là không thể. Thì nếu mà muốn làm nghề thì gọi là gì là một trình độ rất là cao phải biết là bên cạnh của mình xung quanh của mình mọi gì. Đấy là cái bài đầu tiên. Sau khi là cũng học và làm việc dàn án ở vai mà xong thì là Thorsten được đi Venice. Thì nếu mà là ở Weimar thì gọi là gì là cũng họ là tôn trọng nhau, ở Venice thì là cũng cần là không làm gì là dừng lại và cũng bị cực đời là bọn đi là đẹp quá, là quá nhiều thứ vậy không có làm cái gì. Đó. Thì một thành phố là cũng có 1 triệu là chỉ tìm cái này thì là cũng chẳng muốn chẳng bảo ở chỗ này dù là những cải tạo lại cứ để cái này hoặc là cứ để như này. Thì cái sự là tôn trọng của lịch sử là cũng một cái là các sinh viên ở trường cũng đã học, tức là đây là một không gian gọi là Palazzo Tron, Catron ở Venice, ngay ở bên sông chính là Canale Grande nữa. Thì là một trong 3 điểm mà các sinh viên chúng ta học. Thì đây là cái không gian của tầng 2 nữa. Thì đây mình nhìn thấy là cũng một không khí đều là bảo vệ phương án. Nhưng mà thì là nếu mà làm việc ở một không gian như thế này thì là nhu cầu kiểu là làm nhiều bài học nhiều của họ. Thì là cái gì là họ hài lòng, tức là cũng có hài đùa đấy là kiến trúc sư ở Italia là cũng là cái nghề duy nhất mà kiến trúc sư giữ là bảo vệ. Tức là kỹ sư hoặc là cả kỹ sư khảo sát cũng có thể là có là chủ trì nghề, có thể là làm công trình to. Kiến trúc sư duy nhất là cái nghề mà chỉ là kiến trúc sư phép làm là bảo vệ. Cái chính vì thế là ở thành phố này thì là cái sự tác động là ít hơn nữa, cần là cũng không đặt được vào, thế là cũng là thay đổi kiểu một bức tường là thành kiểu là như là một dự án cho hai chữ đi rồi. Đấy. Thì là cũng chỉ có một số kiến trúc sư ngày xưa thì là ta tìm ra là một phương pháp gọi là gì là tạo ra một dialogue, tức là một đối thoại xưa là cái mới và cái cũ. Nhưng mà rất ít khi là thành một công trình, cũng chỉ là có thể là cổng, đây là cái cổng của trường trường đại học Venice. Và coi là gì là cái mà ông đây là Carlo Scarpa là một người khá là tiếc, nhưng mà họ đã học cái nghề kiến trúc là qua là coi là gì là China qua cái thợ mộc. Thì coi là cái mặt lớn nhất mà ông đã làm, như ông đã coi là phá cái cổng cũ và để phía sau thế nào nó gọi là để phía sau và thành một chi tiết của cảnh quan. Đây là một cảnh mạo kinh khủng và cũng chỉ là ở trường
chủ đạo kiến trúc là cơ. Cô Dũng làm 85. Thì tiếp theo là cũng vẫn là ông Carlos Capa, là không dám thay đổi bất cứ một cái gì ở bên ngoài của công trình, chỉ là cũng làm là những gọi là chỉ là minimal treatments, cũng kiểu là châm cứu, gọi là bấm huyệt cho maximum đấy, để cũng có thể là thay đổi một chút cái không gian. Tất nhiên là ông với những gọi là gì là những quá trình bấm huyệt thì ông cũng đã tìm ra rất nhiều phương pháp rất là hay. Cái này là cũng là một công trình, một vừa là thư viện, vừa là bảo tàng, vừa là một nhà ở, một palazzo cũ là Quirini Sampaia. Thì ông đã nói với chủ đầu tư là tôi cũng không chặn nước vào công trình, tôi mở cái công trình đó để nước cũng sẽ là làm việc bên trong của nhà. Và cũng nếu mà là đi vào một công trình như vậy thì là ánh sáng thì là vô cùng là đẹp, rất là đẹp, kinh khủng. Thì tiếp theo là cái mới nhất là trước bao nhiêu là một ông cũng tương đối là cũng khiêm tốn rồi, phải là một người quá là mạnh. Đó thì là quên mất không lấy công trình mới nhất ở Venice của Rencolas, thì ông cũng cải tạo lại một nhà, phần là người không lấy được. Nhưng mà ở đây mình thấy là cái maximum này chỉ bảo đúng thì là có thể là cho phép làm một số cơ sở này, không làm thêm gì. Nhưng mà là những gọi là gì là những gọi là gì là tác động vào công trình đó là phải cực kỳ là chính xác, phải cực kỳ là chuẩn, thì là mới có thể là gọi là gì là cũng tạo ra là công trình vừa là có chức năng, vừa là có thể là dùng được trồng ăn làm được. Và công trình cuối cùng của Thorsten liên quan đến Venice thì là cũng chọn vì là có thành tựu này, là cái công trình là của Le Corbusier. Tức là ông Le Corbusier là ai cũng biết, là một ông đều rất là mạnh tay, là một người là cũng kiểu là cũng phá cả nửa Paris đấy, đúng không, để có thể là xây một thành phố mới. Nhưng mà ở đây thì là Le Corbusier cũng thấy là thành phố này là đẹp quá, thì là nếu mà làm một cái gì mới chỉ là cho phép là phát triển đúng là các nghiệp điều là của thành phố này tiếp thôi, mà cũng được, tức là cũng một trong những sự tiếp nhất có thể của lịch sử kiến trúc, thì là cái bệnh bên này không được xây, vì là cũng tức là cũng thành phố đã phê duyệt rồi, nhưng mà cũng là cũng trong thời gian nó thì là nơi không được xây nữa. Nhưng mà nếu mà xem cái mặt bằng này là một chút có thể nào rất nhiều là ngôn ngữ như là thành phố, đây là cái maximum là có thể là người này còn gì hạn chế được đấy. Và cũng có một cái cũng rất là hay, ông nói là tôi nếu mà là không thiết kế là một phòng cho một bệnh nhân thì là tôi thấy là không cần cầu sống, thấy là cũng cái ánh sáng của bên đi là đẹp nhất trên thế giới, thì là cũng chỉ là ánh sáng từ phía trên xuống thôi, thì là sẽ trên giường bạc cũng như là ánh sáng sẽ đẹp, và trên là một màu đặc biệt của Lê Hồng Sê, là một hình ảnh cho bệnh nhân thì là trong gọi là gì là solitude, trong cái solitude thì là sẽ là được khỏi đấy. Thì cái đó là một cũng là một gọi là gì là suy nghĩ và phổ thông sinh thì là vẫn có thể là thoát khỏi được, vẫn có thể là thoát khỏi được, nhưng mà bị mesmerized là đẹp quá không muốn làm cái gì, nhưng mà vẫn có thể là thoát khỏi được và có thể là tìm ra một là phương pháp mới, những chức năng mới, là nhưng mà theo cái ý của thành phố hoặc là của cái chủ đề mà thành phố hiện giờ đã có. Thành phố thứ ba là thành phố Zurich ở Thụy Sĩ, thì đấy là một gọi là gì, một ảnh hưởng, là một sự kinh nghiệm cũng có sự mất tên rất lạ, là cái đó đã có ảnh hưởng rồi. Vì thông thường là một kiến trúc sư thì là vẫn
luôn luôn là muốn đến một sự hoàn hảo của sản phẩm của mình. Nhưng mà ở Thụy Sĩ vì là thiên phú đó thì là cũng đã phát triển đều, là coi như là không biết là hai năm hơn một nghìn năm đều không bị chiến tranh, không biết gì cả. Chiến tranh thứ nhất, thứ hai là thành phố này bị phá hoại, không tham gia, và trong thành phố luôn luôn là có điều và rất giàu, và người Thụy Sĩ này cũng rất là nổi tiếng về sự chính xác, sự hoàn hảo. Và đây là mô hình của thành phố du lịch. Thì mỗi lần là một công trình được thiết kế và một hội đồng của thành phố phải phê duyệt thì phải lấy một ô 1m50cm ra thì đặt cái này vào, và thành phố sẽ lập quy định cái này thì được, cái này rất là chính xác, rất chính xác. Thì lúc mà nó sẽ sang du lịch thì là những năm cuối 90 thì là bắt đầu là có một nhóm kiến trúc sư là xung quanh, gọi là gì, là Hanson Dimonon hoặc là Valerio Giatti hoặc là Tom Ackley, họ bắt đầu là bị chán cái sự chính xác, cái sự hoàn hảo rồi, và họ đã tìm ra những khách hàng thì là muốn nhiều hơn, muốn qua cái sự hoàn hảo, cái sự chính xác, thì là họ bắt đầu là xây những nhà như này. Thì nếu mà bây giờ là nhìn thấy một nhà như thế này với cái gọi là gì, là 10 năm ở Việt Nam thì là thấy là cái này là không thể chấp nhận được, họ lão không thể dành cái này được. Nhưng mà tất cả mình tạp chí là trong thời điểm đó thì là cũng đã thảo luận về cái này, và là ôi trời này hay quá, cũng có rất nhiều bài rất là dài, không nghĩ như này kia đó, thì là cũng đã cũng điều là một trà là bốn, thì là đối với cũng là cái góc này thôi. Tại sao là ở đây thì là cũng lên một tí, thì là cái sự hâm là ở đây thì cũng rất là cao. Nhưng mà sau khi là sau một thời gian thì sẽ trong này thì là thấy là tất cả mọi người đều là rất là ngại, thì là cũng họ là cũng có một điều rất là chính xác, nhưng mà là cũng không rất bất ngờ, thì là họ cũng mặt đỏ luôn, hỏi về quá khứ thì mặt đỏ, tức là có một ngày gì đó thì là cũng rất là may mắn, nhưng mà đúng. Và những người đó thì là cũng phải tìm ra một phương pháp, bây giờ mình phải phá cái, phải làm, phải đưa ra một cái gì là cũng khác lạ. Mời một xa thích thì không được, thì là thậm chí đều là đầy hết rồi, từ đó hết là có giá trị rồi. Mời một chẳng hạn là một gì này, ông Calatrava, mời Calatrava xây một train station, không có vấn đề gì cả, thì biết là ở ngoài thì nó cũng phải rất là cao rồi. Nhưng mà các phòng này thì là cũng không phải biết, mà họ bắt đầu vào xây công trình như vậy. Và đây là một nhà ở, đây là cũng tiếp theo là một bảo tàng đỏ xinh đó, thì gọi là của chúng ta, thì là cũng xây một là ba cụm bê tông, là cửa nó vào thế này, như là đây là kiểu là xem kiểm tra điện à, đấy, đúng không? Đây là cái bàn này, và cũng có một cầu thang, bút thang ở đây, đấy, thì các tạp chí đều là hết luôn, tức là tất cả mọi tạp chí đều là cũng chỉ nói về cái này, đó. Thì tiếp theo là không dừng lại, thì nó không dừng lại là cũng chỉ là nhà ở, không dừng lại là bảo tàng nữa, cũng, bây giờ là cũng đã tên là trường học, đấy. Và đây là cũng một trong những công trình là lúc mà là cũng là cuối năm 90 đấy, thì là cũng ai cũng biết và đem rồi ra thì, và đây là một cái là một tất nhiên là cũng hoàn hảo, cũng rất là chính xác đó về bê tông, tức là cũng có trẻ con thì đã học này, thì đây là cái sự là chán về hoàn hảo, và cũng cái bài ở đây nó cũng tất nhiên là cũng gọi là beyond precision, nhưng mà cái bài là lớn nhất ở đây. Thì nếu mà không như là ông Valerio Chatti xây một nhà ở Bahrain mới được xây 2018 đây, thì là thế là chưa xong, không chỉ chưa xong, tức là và những cái sự contrast nữa với một sự hoàn hảo và cái sự thô thì là
chỉ là được có thể là dựng tạm là một nước thì là chúng ta phát triển rồi. Và cái này thì cũng chính này thì là cũng là cái điểm bắt đầu của một thế là Bahrain là Bahrain là điểm bắt đầu của một đường đi liên quan đến lịch sử của một thành phố mới được nhận về quy hoạch cái giải Hakata về giờ chỉ là pro fishing đó, tức là một cộng kiểu là cộng một chai đấy, đấy. Tức là cái công trình đầu thì là entrance building đây là cũng là một bài là phải nói là nếu mà muốn tìm ra một cái gì phù hợp cho một thành phố thì là cũng phải biết cái chủ đề cái tâm lý của mình. Và bây giờ là chuyển đến Việt Nam là cũng không muốn nói nhiều vì là đây nhiều người biết nhiều hơn, nhưng mà là cũng có điểm của người Tây thì là cũng hay đi vào một tình trạng là người ở nước ngoài ở đi tham gia đi có người này kia thì cần rất là cần người ở nước ngoài để xem một chuyện thì sau đó thì là cũng tham gia vào thấy là cũng chẳng cần người ở nước ngoài, tức là có một gọi là gì là creaming western and drilling system, tức là trông rất hờ là có một sự là mong muốn là tôi muốn làm một cái gì Tây, nhưng mà cuối cùng bắt đầu làm Tây thì lại thế là cũng không hợp là cũng làm tôi rất là buồn cười và cũng luôn luôn là trong một tình trạng là tôi sự là cái gì mà Tây của ta không biết thì nếu mà nói về những ý tưởng đầu tiên mà muốn tiếp cận với thành phố này thì là mình đã lấy những cái gì mà một kiến trúc sư của chỗ được đào tạo chỗ là mình có biết là cũng là gọi là thành cái phần quy hoạch của là người Pháp tạo ra một đô thị hiện đại trong đầu thế kỷ. Và có một cái là trước khi là nói chuyện với anh Bình rồi và cũng anh Bình biết nhiều hơn, nhưng mà có một sự tình cờ ở đây là người đã vẽ coi là gì là quy hoạch chi tiết 1500 của Hà Nội là những năm 20 và người vẽ là quy hoạch chi tiết của thành phố Thessaloniki ở Hy Lạp bây giờ là ngày xưa, tức là đây là nếu mà đây là thủ đô của Đông Dương và Thessaloniki là thủ đô của Ác Cạn, tức là cũng một thành cực kỳ quan trọng và thành phố này bị phá qua một vụ cháy rất lớn đó. Thì là ông Ernest Hebrang là trước khi sang Việt Nam đã thiết kế Thessaloniki, mà nếu mà mình xem thì là cái cách thể hiện đó, thì là cũng tương đối là sao nha, tức là cùng một kiến trúc sư hoặc là cùng một trường phái. Thì nếu mà bây giờ là cũng gần như là 100 năm sau nữa, cuối cùng là 100 năm sau là zoom vào một quảng trường ở thế giới bên kia, có phải là quảng trường là quan trọng nhất nữa, thì là đã thành một sản phẩm của thế giới. Còn nếu mà mình zoom vào quảng trường lớn nhất ở Hà Nội thì là thành một sản phẩm như thế này thì vẫn là đẹp nữa, vẫn là cũng với Hà Nội vẫn là cũng tương đối là hài hòa đấy. Đấy. Thì có nhiều gốc của những người khác hơn. Nhưng mà thôi, cái này thì là cũng là tôi sẽ cũng đã cố gắng là mình tìm hiểu về gọi là gì, về quy hoạch của thời đó. Tất nhiên là sau đó thì là cũng phát hiện ra rất nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn là cũng có là một khu gọi là Hoàng Sao Phổ Phương là có nhiều khu khác nữa. Và cũng là một phần hôm nay chưa nói đến là cũng là một điều rất là quan trọng là cái sự tự nhiên hóa của các làng đó, thì cái đó thì là không nói nhưng mà nói thêm một chút về cái cách mà là Hà Nội hoặc là bất cứ một thành phố đang phát triển là đang mở rộng không gian là thông thường
thông thường là qua một element, một module. Hà Nội thì module này là cũng là một module shop house. Shop house thì là có rất nhiều thành phố khác nữa, nhưng mà cái đặc điểm của Hà Nội là họ đã đô thị hóa, vừa là cũng công trình cao tăng hóa, là cái concept của shop house. Thì ví dụ là một thành phố như là Berlin thì là trong thời gian mà đã phát triển, là cũng đã có một mô đun gọi là block, Berlin block, thì là cũng cả thành phố nếu mà nhìn thẳng vào cái thành phố đó thì là cũng chỉ là Berlin block thôi. Và nếu mà nói về Hà Nội thì là cũng là không biết là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà thấy là cảm giác không biết đúng không, nhưng mà khoảng 60-70% của tất cả mọi khu ở về diện tích Hà Nội là đảo, tức là cũng cái mức đôi đó thì là cực kỳ phù hợp với cái thời điểm đó, và cũng ai cũng xây được, ai cũng làm được, và cũng đã làm như là một thảm của họ. Thì tất nhiên là cũng là một cái vấn đề, vì là đối với chủ đề mà là Hà Nội là cũng là một chủ đề rất là hot, và rất nhiều kiến trúc sư ra chiều, rất nhiều kiến trúc sư trẻ giỏi sáng tạo cũng vẫn rất là quan tâm đến nhà, và cũng phải nói là nếu mà không làm nhà ở xong, tức là nếu mà một kiến trúc sư giỏi ở Việt Nam thì không tạo ra một không gian đẹp trong nhà ống và một nhà phố thì là cũng chưa hoàn thiện. Đấy thì là phải cũng là một challenge nào. Thì vấn đề không muốn làm nhiều về vấn đề này, nhưng mà cái này là một chủ đề rất là quan trọng. Không phải là liên quan đến không gian bên trong, không phải là chỉ liên quan đến cái các phòng không ảnh sáng tự nhiên nữa, và không nói về các nó mà cũng không bằng cái tôi vào và xe máy vào thì không, thậm chí là cũng không thì là vẫn là một vấn đề mà hiện giờ là người kiến trúc sư đang quan tâm. Và cái thứ hai, vấn đề thứ hai là vẫn là cái element là của phương Tây đã mang đến, tức là một nhà pháp cổ. Thì tất nhiên là nếu mà nói đến tỷ lệ đó, thì là cái nhà này thì là có thể là chỉ là đến đây thì là cũng về tỷ lệ thì là cũng người Việt cũng đã phát triển cái phần của phát triển tức là muốn là cũng to hơn nhà bên cạnh. Chính vì thế thì là mình bây giờ là vẫn còn là rất nhiều công trình là đang xây kiểu trung phai này, và cũng thấy là một chủ đề là mình vẫn phải rất là quan tâm, và mỗi người là cũng phải tìm ra là một cách tiếp cận. Không thể là không nói được là tôi không muốn xây, tôi không phải là không nói được là tôi không muốn thiết kế, tức là phải có một thú vị. Và nếu mà làm thì là cũng vẫn là làm chủ chủ đề của thành phố này thì là phải làm thế, và là phải tìm ra một cách là mình có thể là tiếp cận với cái vấn đề này. Đấy, đây là một là chẳng cũ như là chẳng vì vẫn một không, cái này cũng một điều là cũng chưa hiểu lắm là về gọi là gì là kiến trúc tại Hà Nội, gọi là gì là modern architecture, tức là gọi là gì là công trình trúc phai là sau pháp cổ, tức là cái thời điểm sau pháp cổ. Thì là thông thường là mỗi thành phố là châu Âu thì là cũng có một thời gian hiện đại, như là các công trình Bauhaus, rồi là các công trình phố hiện đại, công trình Futurism v.v. Thì là Hà Nội là gọi là gì là mình mới đọc cái Tokumomu thì là cũng cái trang này thì cũng tất nhiên mình có thể là đưa một số công trình vào, nhưng mà chưa thấy là cái chủ đề này là nhiều người quan tâm. Tức là những công trình cũng gọi là hiện đại và cũng đã có ảnh hưởng lớn, như là có thể là thiên nhi này, hoặc là
như là chợ Đồng Xuân hoặc là sông Hồ nước, thì bản nhân dân là những công trình mà vẫn có thể là tạo ra một, tức là quy mô lớn và hiện đại. Đó, thì cái đó thì là so với Thorsten vẫn là một chủ đề là cũng đó là chưa biết. Đó. Thì cũng chỉ biết bây giờ là những công trình thế này thì là đang là super ego đấy, đang lên phố và cũng đang khoe thì tôi là nhất khu đất đấy, và cũng cạnh tranh quan tâm là cái này là phải xóa logo công ty. Thì tức là cũng nếu mà nói là nếu mà mình nhìn thấy là tức là cũng mới là cũng đào tạo tay vào xong nhìn thấy là một công chuyện này xong không biết thì là đùa không biết thì là tất nhiên là cũng phải nói là nếu mà mình nhìn thấy là cũng chỉ là vui vẻ thì là mình có thể là chấp vui vẻ thì ok không thật. Thì nhưng mà phải nói là cũng một chủ đề là Boston cũng rất là quan tâm, thì hiện giờ là có khách hàng chủ đầu tư thì luôn luôn là cũng có một expectation là công trình của tôi là cũng kiểu là nhất của phố, là nhất của đó, thì họ cũng đang tìm ra những phương pháp gọi là về công nghệ hoặc là về mặt đứng hoặc là về tỷ lệ, thì cũng là một chủ đề là cũng mình là kiến trúc sư hay không quan tâm đó. Mình cũng chỉ là tự xem những nhà, mình chỉ là cũng tự sướng mình thôi, nhưng mà nếu mà là cũng đi làm hiện giờ là cái vấn đề đó, cái này là cũng một vấn đề là mình đặt sống trên Ashi, mình đặt sống trên TC, mình không sống trong thành phố này, okay. Không, tức là đi buổi sáng đi bằng xe máy luôn rồi đi một đường thôi. Và do sự văn phòng chẳng hạn thì là cũng cần là không tìm bất cứ một kiến trúc sư nào muốn ra một chỗ, không chỉ là cũng desktop searching nữa, site searching thì là muốn có thể là cũng nói lại là cũng mình bất phải sống lại chứ là mùa hè là nắng biết rồi, nhưng mà cũng là thành phố này cũng mình quan trọng và các chủ đề đó thì là cũng mình phải quan tâm đấy. Và có lẽ là bài trình bày của anh Thorsten sẽ tất cả những cái thứ để cho chúng ta có thể là vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hứng thú và đồng thời cũng có cả những cái bài học nhất định khi chúng ta đặc biệt là nhìn về Hà Nội. Không, cái này thì không đùa thôi, cái này không phải là không, mình đến đây là mình sẽ mang cả tâm hồn vui vẻ và cái sự nghiêm túc. Thì có lẽ là tôi chưa biết là phải nói cái gì sau cái bài trình bày của anh Thorsten này cả. Thì thực tế mà nói thì đang muốn hỏi anh là về những cái thông điệp lớn nhất mà anh cho rằng là các cái thành phố anh đã đến ấy, thì nó ảnh hưởng gì đến cái thứ suy nghĩ kiến trúc của anh, rồi là anh mới nói về những kiến trúc của các thành phố đấy không. Vậy thì sau khoảng 20 năm anh sống và làm việc như vậy thì hiện nay thì theo anh thì anh đã theo đuổi kiến trúc với một cái lớn thế nào? Đấy thì là cũng một câu hỏi rất là khó trả lời đó. Thì đấy thì là mình cũng là như là ai cũng là một collector, tức là người là sưu tập là những kinh nghiệm là mình có trong cuộc đời, và cũng rất là muốn là có thể là mang một cái gì của Bái Ma sang Hà Nội hoặc là mang một cái gì của Venice sang thành phố này, nhưng mà cuối cùng thì là rất là là tìm ra là những cái gì là phù hợp trong thời điểm này với Hà Nội. Thì nếu mà là cũng ví dụ là cũng lùi nhiều quá thì là cũng gọi là gì là cũng chưa được thích lùi như vai mai đúng không, tức là lùi là vừa lùi về công trình á, vừa là cũng vấn đề về mật độ xây dựng, thì là cũng vừa là vấn đề về cũng không đủ là sản xuất. Thì về lịch sử cũng nói thì là tất nhiên là cũng, nếu mà mình nói là về bảo tồn Hà Nội thì là cũng sẽ có rất nhiều nơi mình nên phải bảo nên phải giữ theo một cách nghiêm túc, không phải là kiểu là cũng chỉ là cũng bọc lại là thả rẽ và cũng kiểu là mặc lại. Cũng là một cái là cũng rất là muốn là cũng sẽ có trong tương lai. À,
đấy, mà tất nhiên là về thụy sĩ thì là chắc chắn là không rồi, thì cái đó thì là một cái là mà là nhưng mà nói về cái sự cách tiếp cận là quan trọng nhất là phải quan tâm đến những cái gì mà nó có giá trị và có giá trị cho mình, đây mới là cái là quan trọng nhất. Và cũng dành thời gian về nghiên cứu không phải là chỉ riêng về công trình mà cũng về văn hóa, xem là ngày xưa là công trình đó hoặc là bên cạnh đó hoặc là chỗ đối phủ đó là có cái gì, là có những cái gì là về văn hóa mình có thể là phát huy lên được. Cái này là một cái là chúng ta cũng có trong cái công việc cũng tăng cường nhưng mà có quan trọng thời gian. Ok, thì một lát nữa thì ta sẽ quay trở lại về cái việc là anh Tustin hành nghề như thế nào. Thì hiện nay thì cũng được một người anh Tustin đây là chủ tịch của công ty kiến trúc Eros Langer Việt Nam, tức là công ty thành viên của Eros Langer Đức. Đấy, và anh Tustin tham gia hành nghề rất nhiều năm ở Việt Nam rồi, và có những công trình cũng rất là có chất lượng. Và bản thân tôi cũng đã có từng hợp tác với anh Tustin trong các dự án và rất biết cái cách hành nghề của anh. Ngày hôm nay thì cũng là một góc nhìn rất là đặc biệt khi mà anh lại không nói về các công trình của mình mà lại thông qua cái cảm nhận của mình về kiến trúc của các thành phố đấy. Thì có lẽ bây giờ sẽ xin phép được hỏi ý kiến của anh Phó Đức Tùng ạ. Nhưng mà anh Tùng có thể có thêm những cái chia sẻ sau cái phần trình bày của anh Tustin.